đạo diễn Mã Lỗn Kiếm, với các diễn viên Lưu Bội, Lưỡng Lượng, Dương Đồng Huy, Lương Kiện Hoa, Thẩm Quân Nghị, Hứa Hoàng Huyễn, Trương Huyệt Xuyên và các diễn viên khác. Một phim Qua đào trong nhà kính. Tập 18. Em hả? Xin hai chị đừng trách tôi. Tôi không cố ý quấy nhiễu hai chị. Xin hai chị đừng trách tội tôi. Đừng chú, không có hộ đồ. Báo cáo quyền trưởng Triệu, bước tiếp theo nên làm sao đây? Chuyện này phải giữ bí mật. Còn nữa, trong trường tên Tạ Đường đó cho tôi, hắn là dân chứng sống, một tên kép hát. Giữ lại có ích gì? Cậu thì biết gì? Tôi sẽ dùng miếng gạch này gõ cửa Thanh Khiết Đường. Một tuần qua đó coi mình thanh cao, suốt ngày xa vẻ. Một khi tôi nắm được chứng cứ cô ta thông đồng với phỉ, thì Thanh Khiết Đường này sẽ phải khai triều quán đại. Doanh trưởng, sao rồi? Theo chỉ thị của anh, hồi chiều tôi về huyện thành, nhưng mà không tìm thấy Tạ Đường. Nghe nói có người tới nhà Triệu Kim Lục hành thích. Anh nói có phải là anh ấy không? Tôi cảm thấy cậu phân tích không có sai đâu. Vậy làm sao đi? Vậy làm sao đi? Nếu chúng ta không còn đi thì có thể sẽ không đủ được đại bộ đội. Giờ không thể đi được, lỡ như Tạ Đường thật sự xảy ra chuyện thì nhất định sẽ kéo theo Thanh Khiết Đường. Nếu chúng ta đi, lương tâm để đâu đi? Doanh trưởng, anh nói đi, chúng ta phải làm sao? Vậy đi, cậu đuổi theo đại bộ đội, tôi ở lại xem tình hình sao rồi. Nhưng cậu nhắn lại với cấp trên, nói Chu Hành Cương này dù là thời khắc nào cũng là người của Hồng Quân. Nhưng một mình anh ở đây sao mà được?
Nếu lúc đầu chúng ta nhập thanh khiết đường là vì cứu đồng chí Obuntun, vậy thì bây giờ tôi ở lại là vì cứu bản thân mình. Nợ tôi thiếu tôi phải trả. Doanh trưởng à, doanh trưởng, lúc đầu là anh dẫn mười mấy anh em chúng tôi rời quê tham gia Hồng quân. Bây giờ người thì đi, kẻ thì chết, chỉ còn lại một mình anh. Sao tôi có thể nào rời bỏ đi được chứ? Ngân Tỏa, cậu vẫn còn trẻ, cậu nhớ kỹ, chỉ có đi theo đại bộ đội thì mới có tương lai. Cho nên cậu lập tức đuổi theo đại bộ đội đi. Tới lúc đó thì đưa lá thư này, đưa cho đồng chí Obuntun giùm tôi. Nhưng đây là mệnh lệnh. Mau đi đi. Mau đi đi. Lục Tâm, Lục Tâm sao rồi? Có phải bị cảm lạnh không? Lục Tâm, cảm lạnh thôi, nghỉ ngơi một ngày là khỏe. Các người đi làm việc đi. Dạ, đi. Nói thật cho tôi biết, rốt cuộc chuyện là sao hả? Nghĩa là sao hả, đường chủ? Cô không phải cảm lạnh mà là có thai. Cô cũng biết quả phụ mang thai sẽ bị cột đá ném xong. Quy củ là chết, người là sống. Nói cho tôi biết đứa bé này rốt cuộc là sao, tôi mới có thể nghĩ cách giúp cô che giấu chuyện này đi. Đường chủ à, các chị em của thanh khiết đường đều nói cô bên ngoài nghiêm khắc, thật ra là có tấm lòng Bồ Tát. Tôi xin cô nghĩ cách cứu tôi đi. Tôi không muốn chết. Tôi xin cô, tôi xin cô, tôi xin cô. Bình tĩnh, nói từ từ. Chúng ta đều là phụ nữ, tôi sẽ không ép cô vào đường chết đâu. Nhưng cô cũng biết đó, thanh khiết đường không được bình yên, lắm người nhiều chuyện. Nếu chuyện cô mang thai để đám người phó đường chủ biết thì cô sẽ gặp quả sát thân. Ngay cả đường chủ này cũng khó thoát khỏi tội cai quản không nghiêm. Đường chủ, tôi không dám nói. Nếu tôi nói ra sẽ liên lụy người đó. Nhưng nếu như cô không nói sẽ hại bản thân cô, cũng hại cả chị em của thanh khiết đường nữa. Hắn là ai? Nếu bé này là của thầy Vấn Lương. Cái gì? Cô cũng hồ đồ quá rồi. Đường chủ à, cô nói xem, đàn bà chúng ta đâu có tệ, nhưng số của mỗi người khác nhau. Mấy năm nay tim của tôi đáng ghét như ngâm quàng liên vậy. Các chị em vào thanh khiết đường có tìm ai mà không khổ? Nhưng chỉ có cô làm ra những chuyện này thôi. Dù sao chuyện này là tôi cam tâm tình nguyện. Cho dù có chết
Nhưng có thể làm vợ cho một lần với Dấn Lương, tôi cũng đã mãn nguyện rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mà nói tôi biết đi. Từ nhỏ tôi không có cha mẹ, là một tay bà nội nuôi tôi lớn. Nhưng một năm trước, bà nội bệnh trên giường, nhà lại nghèo, ngay cả tiền trong cất bà nội cũng không có. Tôi đành bán chính mình cho Chung gia, làm con dâu nhà họ. Ngày tôi dùng tiền bán thân an táng bà nội thì cũng bước vào Chung gia. Một năm trước, vì muốn sung hiển cho đứa bé yếu ớt nhiều bệnh, tối hôm đó họ kêu tôi viên phòng với đứa trẻ 8 tuổi. Tiểu bảo vừa sinh ra, cha mẹ ruột lần lượt bệnh rồi qua đời. Tộc nhân Chung thị không có con cái, nên vợ chồng Dấn Lương giận nuôi nó. Vợ chồng Dấn Lương xem Tiểu Bảo như con mình sinh ra nên rất yêu chiều nó. Còn người đó như con gỗ gì, mà bế chồng mình lên giường đi. Tối ngủ nhớ tỉnh giấc một chút. Tiểu Bảo ngủ có thói quen tè dầm. Còn nữa, theo phong tục của chúng tôi, tuần đầu tiên làm dâu, trời trưa sáng phải lên núi gánh nước về cho đầy luôn. Cô biết tại sao không? Nhìn bộ dạng y chang đồ ngốc. Nước là tài, là hy vọng cô sẽ mang tài lộc cho Chung gia chúng tôi đó. Bận cứ một ngày trời, mau đến đục tầm nghỉ ngơi đi. Nghỉ đi. Tân nương này là một người thật thà, em đừng dùng thái độ đó đối với cô ấy. Cô ấy có phải là cành vàng lá ngọc gì đâu. Hơn nữa vào Chung gia chúng ta rồi thì phải sống theo quy củ của chúng ta chứ. Đối với loại người như vậy, chúng ta phải nghiêng gớm một chút mới được. Nếu không thì không tới 3 ngày cô ta sẽ tè lên đầu của Tiểu Bảo nhà chúng ta ngay bây giờ. Anh có tin không? Đã làm mẹ chồng rồi thì nên thay đổi tính tình một chút, học cách khoan dung đi. Phải. Tính tôi không được tốt nhưng thầy dạy học. Nhưng trong ngoài nhà này thì không phải do tôi lo liệu sao? Được rồi, đừng để Tương Đương cười chúng ta. Sáng mai cô ấy còn đi cánh nước nữa. Đi thôi, mau. Ngày tôi làm tân nương tử bắt đầu như vậy đó. Canh người chồng cả đêm, tè dầm mấy lần. Nghĩ tới ngày tháng tương lai lạnh lẽo lê thê, tôi thật sự rất tuyệt vọng. Trái tim tuyệt vọng, nguội lạnh. Chú à, nào, để cho con. Không cần đâu, chú làm được mà. Phải rồi, theo quy củ nhà chúng ta, con dâu mới về phải gánh nước một tuần. Con mau đi đi. À phải rồi. Này, từ hôm nay trở đi, gọi cha theo Tiểu Bảo đi. Nếu không thím con sẽ không vui đâu.
Nào, đứng lên, đứng lên đi. Chú à, con ngốc quá. Là chúng tôi để con phải uất ức. Con đợi chút. Cứ như vậy liên tục 3 ngày. Mỗi sáng sớm, trời còn chưa sáng, tôi gánh thùng nước ra khỏi cửa. Vấn Thương không muốn tôi bị mệt, nên mỗi ngày đón tôi ở lưng chừng núi, rồi giúp tôi gánh nước về cách nhà không xa. Sau đó tôi gánh về nhà. Có sự giúp đỡ âm thầm của Vấn Lương, tôi dần dần thích nghi với cuộc sống của chúng gia. Và cũng quen gọi Vấn Lương người hơn tôi 10 tuổi là cha. Số phận rồi. Không chấp nhận thì biết làm sao. Lục Tầm: cha, con giặt đồ có giặt ra cái gì không? Thật sự là không thấy cái gì hết hả? Thấy cái gì cha? Thì là một chút tiền hay trang sức không có giá trị gì đó. Cái này là mẹ chồng con thử xem con làm người ra sao đó. Nhớ kỹ, sau này dù giặt ra cái gì cũng đừng lấy, có hiểu chưa? Gia đình êm ấm mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhà mà gà bay chó nhảy thì không giữ được lòng người. Nào, Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, đã lớn vậy rồi sao còn bắt người ta đúc nữa? Chị ấy là vợ con thì chị ấy phải đúc chứ, không thể nuôi uổng công được. Con còn nhỏ tuổi sao nói như vậy hả? Là mẹ dạy con mà. Anh nhìn cái gì? Nói vậy có sai đâu. Nhà chúng ta đâu phải là giàu có gì, lấy đâu ra nhiều tiền nuôi một người rảnh rỗi? Là người việc gì cũng phải nói đạo lý. Em làm như vậy sẽ dạy hư Tiểu Bảo mất. Anh thấy hay là để Tiểu Bảo theo anh lên trấn một thời gian đi, để nó đọc sách, nhận biết chữ, học chút đạo lý làm người. Anh làm sao vậy? Sao lại nói đỡ cho người ngoài vậy? Có phải là anh hồ đồ rồi không? Tục ngữ nói trước mặt dạy con, sau lưng dạy vợ. Sao hôm nay anh lại giúp người ngoài chứ? Sao lại nhắm vào em hả? Em đừng có mở miệng là người ngoài nữa. Bây giờ Lục Tầm là con dâu của chúng ta, cô ấy không phải là người ngoài. Phiền quá đi. Được tại chị hết đó, tại sao lại tới nhà chúng tôi chứ? Tại sao phải chen chúc giữa một giường của tôi hả? Đó là cha chưa từng mắng em, nhưng mà sao chị đến? Cha cứ luôn nói em ghét chị. Đi, nói cô mấy câu cô chịu không nổi rồi, còn dám trở mặt trước người lớn nữa. Cô có để người ta ăn cơm nữa không? Đâu có ai may miệng của anh lại đâu, là tự anh không ăn thôi mà. Sao hả? Muốn cô ta đút cho anh ăn sao? Thiệt tình, không trò thể thống gì cả. Thiệt tình. Tiểu Bảo, đi, mẹ dẫn con đi mua đồ ăn. Đi. Đi nào.
Lục Tâm, đừng chấp thím con làm gì. Con người của ấy miệng lưỡi như dao nhưng mà rất mềm lòng. Con đói rồi, mì quả trứng gà này con nấu mà ăn đi. Con không đói, trứng gà này hay là để ra chợ bán đi, con ăn đâu. Nào Lục Tâm, ăn đi cho nóng. Giàu nghèo gì cũng phải dựa vào mấy quả trứng này chứ. Con còn trẻ, giữ gìn sức khỏe quan trọng nhất. Nhưng mà thím không sao, thím con dẫn Tiểu Bảo ra ngoài rồi. Thiệt cho con quá. Nào mau ăn đi, ăn đi, ăn đi. Cũng từ thời khắc đó, trái tim lạnh lẽo của tôi đã bị Dấn Lương làm tan chảy. Nhìn anh ấy dường như tôi nhìn thấy tương lai của mình, hy vọng của mình. Nhưng tôi không dám nghĩ nhiều, tôi sợ nghĩ nhiều sẽ gây ra quả lớn. Nếu không phải có một chuyện xảy ra sau đó làm rối tung cuộc sống của tôi ở Chung Gia Lên, thì tôi với Dấn Lương vẫn chỉ coi nhau như khách, vẫn là quan hệ tiểu bối với trưởng bối. Đường chủ, đường chủ à, phó đường chủ về rồi. Bà ta về thì có gì mà phải hốt hoảng lên vậy? Bà ta về là thả khúc quan sang ngoài, rồi kêu quái tới phòng bà ta. Hai người ở trong phòng to nhỏ gì đó, cô nói đi, cô đó là bình thường không vậy? Bà ta có gì để nói với một người điên chứ? Chị nói cũng phải, chu Trương Thị này dạo này càng ngày càng hỏng hết, chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi. Chúng ta cần phải đề phòng bà ta một chút. Chị đi đi, nên làm gì chắc chị hiểu chứ? Dạ. Đường chủ à, chuyện này đừng bao giờ nói cho phó đường chủ biết. Nếu bà ta biết thì sẽ liên lụy tới Dấn Lương. Hồi nãy cô nói chuyện gì làm rối loạn cuộc sống của cô? Ở chỗ chúng tôi có một phong tục tổ truyền, nếu trong nhà là bơ đời đơn truyền thì muốn kéo dài hương khói, tộc nhân sẽ viên phòng với con dâu thay tiểu bối. Hủ tục xấu xa, cô không biết đâu. Con dâu mang thai con trai còn đỡ, nếu là con gái thì họ ném con dâu với đứa bé vào khu rừng trong núi để giả thú ăn thịt. Hành Cương nói đúng, nếu không đập nát các xã hội ăn thịt người này thì phụ nữ chúng ta sẽ không có tôn nghiêm và phải sống cuộc sống không giống người. Đúng là tạo quá trêu người. Lúc tôi biết Chung Gia có phong tục này thì trong lòng tôi vừa mừng vừa lo lắng. Lo lắng là nếu sau này tôi có con thì Tiểu Bảo với đứa bé này phải xưng nhau là cha con. Mừng là trong lòng tôi tình nguyện thay Chung Gia sinh con nói giỏi với Dấn Lương. Dấn Lương, cậu biết sai chưa? Dấn Lương biết sai rồi. Sai ở đâu hả? Làm trái tộc quy, làm trái điều gì trong tộc quy? Nói đi.
Nói đi, bất hiếu có ba, không con là tội lớn nhất. Gia tộc Trung thị chúng ta ba đời đơn truyền, cần phải lấy vợ cho con trẻ. Sau đó thì sao? Cậu ngại nói thì tôi nói giùm cậu. Lấy vợ cho con, đem động phòng qua trước, sẽ do tộc nhân thay con trẻ viên phòng gieo giống tốt, để quyết mạch Trung thị như nước Trường Giang mãi mãi không ngừng. Sao cậu không làm gì hả? Cậu làm được chưa? Vẫn chưa. Thật sự tôi không làm được những chuyện cậu thả như vậy được. Hỗn sự, giữ gìn tổ quấn trăm năm mà cậu dám nói là những chuyện cậu thả. Giả miệng. Cho cậu thời gian 3 ngày, cần phải viên phòng thay Tiểu Bảo. Nếu không, gia tộc Trung thị sẽ chọn người khác thay cậu. Phó Đường Chủ, đứa bé đó khỏe không? Nó có ngoan không? Cô nói đứa con ngoan đó hả? Bây giờ nó đang rơi vào hũ mật ong. Ở chỗ huyện trưởng Triệu có người chăm sóc, ăn ngon ngủ ngon. Cô có gì mà không yên tâm nữa? Vậy thì cảm ơn Phó Đường Chủ. Những chuyện mà hồi nãy cô nói, đừng bao giờ nói cho người thứ hai biết. Bình thường Đường Chủ giả bộ nghiêm nghị khắc khe, thần thánh không thể xâm phạm được, nhưng không ngờ dám to gan làm bậy, dĩ một dở ly miêu quán thái tử ngay trước mặt huyện trưởng. Nếu trong quan tài không phải là hai ả mặt dày kia thì chắc chắn là tên Ô Môn Trương mà huyện phủ đang muốn bắt, thông đồng với tặc là tội chết. Lần này một thương qua tiêu triệt để rồi. Chuyện này nếu đã để tôi biết thì tôi nhất định sẽ cố gắng làm cho tốt. Nhưng chuyện các người hứa với tôi đừng có quên đó. Tôi làm việc cho các người thì các người trả còn lại cho tôi. Cô đừng giải bộ trước mặt tôi nữa. Chuyện này vẫn chỉ mới bắt đầu thôi, chừng nào xong hết rồi mới tính. Chúng ta nhất định phải tìm được chứng cứ xác thực lật đổ Tuần Qua. Cậu tiếp tục giải điên khùng đi. Đi ra phía trước xem đi. Nghĩ cách làm rõ tình hình hiện tại, hiểu chưa nào? Em trai nhà tôi nào, lại đây. Tộc trưởng Trung Vấn Lương, cậu có còn là con cháu của gia tộc Trung thị không? Tộc trưởng à, tôi không thể làm những chuyện cầm thú đó được. Hỗn sự, thay Trung gia đón dỗ tôn đường là trách nhiệm của chúng ta. Sao có thể nói là không bằng cầm thú? Đã có thời hạn 3 ngày rồi, tôi sẽ tìm hậu nhân Trung gia thay cậu viên phòng với Lục Tầm. Tộc trưởng, xin ông để mặt người học hành với tôi, đừng để tôi làm một trí thức không được trọng dụng. Có thể cho tôi thêm mấy ngày nữa không? Để tôi suy nghĩ lại đã. Cậu là một người dạy học thì càng nên tuân thủ quy củ của lão tông. Được rồi, cho cậu thêm 1 ngày nữa. Nếu cậu không bằng lòng, vậy tôi sẽ xử lý theo quy tộc. Đây là do quy củ thối nát của Trung gia truyền lại, vì sao không có con nói giỏi. Những gì tôi nên nói đã nói rõ ràng với cô hết rồi. Tôi là một phụ nữ, tôi cũng không muốn làm như vậy. Nhưng nhiều năm rồi tôi vẫn chưa thể sinh được con trai. Nếu không, có đánh chết tôi cũng không cho Vấn Lương với cô làm những chuyện heo chó như vậy đâu. Đừng giả bộ nữa,
Cô tưởng tôi không nhìn ra hả? Cô thích Vấn Lương. Bề ngoài cô có vẻ thật thà hiền lành, nhưng cũng là hạng lẳng lơ, làm sao mà nhịn nổi. Nhưng tôi cảnh cáo cô trước, nhà này trôi trên cô dưới, đừng có hòng mà làm trời làm thượng ở đây. Cô hiểu chưa? Mẹ, đừng em con làm những chuyện xấu xa đó. Con cam tâm tình nguyện hầu hạ mẹ với Tiểu Bảo. Đừng giả bộ nữa. Cô mau cút đi đi. Cái đồ ác ồn đó. Tôi cho cô thời gian 3 ngày. Chỉ 3 ngày thôi. 3 ngày sau cô mau rút đi. Nhưng mà tôi mong cô sinh con trai cho Chung gia. Nếu không, cô sẽ bị ném ra sau núi làm mồi cho giả thú. Đứa cô biến thành cô hồn giả quỷ. Ngay cả từ đường của Chung gia cũng không thể bước vào. Trong lời mắng chửi ác độc của bà ta, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi nghe theo sự sắp xếp của họ lên trấn đi tìm Vấn Lương. Cầm lấy, cút đi. Lúc đó trong đầu tôi trống rỗng, không biết làm sao đối mặt với chuyện sắp xảy ra nữa. Nhưng mà tôi cũng biết, trong tận đáy lòng của tôi có một suy nghĩ, chính là muốn hỏi Vấn Lương anh ấy có thực sự thích tôi không. Yên Hoa tức là vì cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp. Mọi người nghe theo có hiểu không? Dạ hiểu rồi. Tốt. Vậy thì mọi người đọc theo thầy một lần nữa. Cố nhân Tây từ Quảng Lạc Lâu. Cố nhân Tây từ Quảng Lạc Lâu. Yên qua Tam Nguyệt Hạ Dương Châu. Cô phàm diễn ảnh bích không tận, duy kiến Trường Giang thiên tế lưng. Duy kiến Trường Giang thiên tế lưng. Tốt lắm. Vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây đi. Nào, tan học. Tan học rồi. Tan học rồi. Cha. Lục Tâm, sao con lại tới đây? Là mẹ kêu con tới đây. Đúng là quốc ức cho con rồi. Mệt không? Ra hậu viện nghỉ ngơi đi. Nào, đưa tay nãy đi. Nè, lại đây ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi. Đói chưa? Trong đầu còn cơm đó. Cha đi hâm nóng cho. Cha, để con làm cho. Con nghỉ ngơi đi để cha. Không cần hâm nóng đâu. Trời nóng như vậy thì ăn nguội cũng được. Trời có nóng con không thể ăn đồ nguội được đâu con à. Đợi chút đi. Nè, Lục Tâm, con đừng làm nữa, mau ăn đi, còn nóng nè. Bây giờ con còn trẻ, đang lúc cơ thể phát triển, nhất định là phải ăn nhiều vào. À phải rồi. Con xem nè, cho quên con thích ăn ớt nè. Ớt này ngon lắm, nào ăn đi. Cha, con không đói. Từ sáng đến giờ con đi đường cả ngày rồi, sao không đói được, nào ăn thêm đi. Cha, áo của cha dơ rồi, tiện tay để con giặt luôn cho. Cha chỉ có một cái áo dài này thôi, ngày mai lên lớp rồi, còn mặc nó nữa, không cần đâu con. Không sao đâu, bây giờ giặt xong phơi nắng là khô ngay. Kịp cho cha mặc lên lớp mà. Để cha tự làm.
Được rồi, cho cậu thời gian một ngày. Nếu cậu không bằng lòng thì tôi xử lý theo tộc quy. Cha, con cũng muốn đọc sách viết chữ. Được đó. Con gái không đọc sách viết chữ, số khổ như ngâm trong Hoàng Liên vậy. Hay là vậy đi, bắt đầu từ hôm nay cha dạy con đọc sách viết chữ đi. Hôm nay không được, quá muộn rồi, lần sau đi. Lần sau cha nhất định dạy con. Con giặt đồ xong thì về nghỉ ngơi đi. Hôm nay mẹ không cho con về. Cha, bây giờ cha dạy con viết chữ đi. Nếu con muốn cha dạy con đọc sách viết chữ thì đừng gọi là cha nữa, con gọi là tiên sinh đi. Con cũng không muốn gọi tiên sinh, nhưng không gọi cha người ta sẽ nói chúng ta xưng hô không đúng trật tự. Con ngốc quá, lúc có người ngoài thì con gọi cha, chỉ có những lúc có cha với con thì con gọi là Trung tiên sinh đi. Con biết rồi. Cha, cha ra đây nói chuyện đi. Áo quần của cha không chỉnh tề, không được nho nhã. Không phải nói rồi sao? Gọi tiên sinh đi. Gọi đi. Dạ, tiên sinh. Lục Tâm, sao vậy? Có phải trẹo chân không? Từ từ. Không cẩn thận bị sốc không? Đau chết được. Vậy làm sao đi? Tôi đi tìm Lan Trung cho cô. Không sao đâu. Con về nhà nằm một chút là hết đau thôi. Được, từ từ thôi. Từ từ, đau. Từ từ. Cô sao vậy? Lưng của con. Lưng hả? Lục Tầm à, con lên giường nằm đi. Từ từ. Từ từ. Ngồi đi. Lục Tầm, cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi mời Lan Trương cho cô. Không cần. Đau lưng chỉ là bệnh cũ thôi. Không cần vậy đâu. Không cẩn thận đâu mới đau. Tiên sinh, anh đấm lưng giùm tôi mấy cái được là đỡ rồi. Trương tiên sinh, anh đấm lưng cho tôi đi. Ở chỗ nào? Ở đây. Tiên sinh, mạnh tay quá rồi. Tiên sinh, anh có thể xoa bóp nhẹ nhẹ giùm tôi được không? Lục Tâm, cô đỡ chưa hả? Tôi đi giặt lại mấy cái quần áo vừa làm rơi. Đỡ nhiều rồi. Nếu anh xoa thêm chút nữa là sẽ khỏi hoàn toàn. Nếu cả đời hai chúng ta có thể được như vậy thì tốt biết mấy. Lục Tâm,
Cô đừng nói bậy bạ. Tôi là trưởng bối của cô. Anh đừng giấu tôi nữa. Tôi biết tất cả rồi. Ai kêu xuống tôi khổ. Từ nhỏ không ai yêu thương. Nếu không thể làm trái với quy củ tổ truyền của Chung gia thì tôi chấp nhận số phận. Tuy số tôi khổ, nhưng cơ thể tôi rất sạch sẽ. Nếu như phải cho một người đàn ông, thì tôi hy vọng người đàn ông này chính là anh. Từ buổi sáng anh gánh nước giúp tôi thì tôi đã thích anh rồi. Tiên sinh, anh cũng thích tôi đúng không? Lục Tâm, tôi không thể để cô thiệt thôi. Không thiệt, tôi cam tâm tình nguyện với anh. Từ nhỏ người ta gọi tôi là Liên Tử. Anh cũng gọi tôi một tiếng Liên Tử được không? Liên Tử. Lục Tâm, không Liên Tử. Hay là tôi đi mời Lan Trương cho cô đi. Tôi... Anh chính là Lan Trương của tôi.